Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios thời điểm tháng 9 năm 2023 này. Thì thời điểm hiện tại thì bên em đang hỗ trợ tối đa cho dòng xe này là 100% thuế trước bạ luôn. Và anh chị bây giờ đăng ký xe hơn 100% thuế trước bạ, có nghĩa là anh chị mua cả 3 phiên bản, hiện tại giá lăn bánh nó chỉ xem với cả giá niêm yết thôi. Cụ thể giá các lần lượt các phiên bản như sau. Toyota trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.5G. Còn giá lần lượt các phiên bản, phiên bản đầu tiên là phiên bản 1.5EMT thì có giá niêm yết là 479 triệu. Và hiện tại thì bên em đang giảm 100% thuế trước bạ luôn. Anh chị lăn bánh bây giờ chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là 478 triệu là lăn bánh thôi. Và nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì anh chị chuẩn bị trước giúp em số tiền là 124 triệu là để mang xe về. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản ECVT thì có giá niêm yết là 528 triệu và bên em cũng giảm hơn 100% thuế trước bạ. Anh chị bây giờ lăn bánh ở thị trường Bắc Ninh chỉ cần số tiền khoảng 529 triệu là mình có thể mang xe về được rồi. Phiên bản thứ ba cũng là phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản 1.5G thì sẽ có giá niêm yết là 592 triệu và hiện tại bây giờ nếu anh chị tính lăn bánh nó chỉ có là 591 triệu thôi, hơn rẻ hơn cả giá niêm yết đã lăn bánh cái chiếc xe này rồi. Thì đây là nội thất của chiếc xe 1.5G. Em sẽ vào bên trong để quay chi tiết hơn cho anh chị. Chiếc xe này thì được nâng cấp, cũng được mới nâng cấp và cả ba phiên bản đều có cái ngoại thất rất là khỏe khoắn và cái nội thất của xe cũng như là trang bị được nâng cấp rất khá là nhiều. Đèn thì được nâng cấp là đèn bi LED cả ba phiên bản. Chiếc 1.5G này thì giữ nguyên giá niêm yết và cũng được nâng cấp rất nhiều từ ở bên tay trái em này. Đèn tự động thì có từ đời trước rồi, tuy nhiên là có thêm bộ tính năng là Toyota Safety Sense, có là cảnh báo tiền va chạm này, cảnh báo lệch làn. Ngoài ra thì xe còn được trang bị thêm lệ chuyển số sau vô lăng, màn hình 10 inch, loa thì vẫn là loa thì vẫn là 6 loa, điều hòa vẫn là tự động. Tuy nhiên là đã thay đổi về phần nội thất, anh chị thấy đây, vào phần nội thất thì 90% sẽ là màu đen và điểm nhấn thêm một chút họa tiết màu bạc, cũng như là nhấn nhá thêm ở ghế là chỉ màu vàng. Loại ghế này là ghế thiết kế theo một cách thể thao và vẫn là ghế đục lỗ, ngồi rất là thoáng lưng và mông. Và hiện tại thì bên em đang vừa về một lô nên là vẫn có giá rất là tốt cho anh chị quan tâm đến dòng xe Vios hiện tại. Và đặc biệt là anh chị nếu mua Vios thì phục vụ được cả gia đình cũng như là dịch vụ. Và cái hàng ghế thứ hai của xe rất là mát và cũng có một cái nâng cấp nhỏ ở cái hàng ghế thứ hai. Tuy là chưa được nâng cấp lên là có cửa sổ điều hòa phía sau, nhưng mà như anh chị đã sử dụng dòng xe Vios thì cũng đã nắm được là chiếc xe này tuy là không có cái điều hòa, cái cửa gió cho điều hòa hàng ghế thứ hai, nhưng mà cái làm mát của Vios thì không thể chê được, chứ ai chê được cái điều hòa của Toyota Vios. Ngoài ra thì phiên bản này được nâng cấp thêm có một tính năng nữa là cái cổng sạc Type C cho hàng ghế thứ hai. Thì cổng sạc nhanh này rất là tiện lợi cho hàng ghế thứ hai. Và hàng ghế thứ hai thì có trang bị là cái móc khóa trẻ em ở hai hàng ghế bên ngoài. Còn ngoại thất thì em sẽ đi điểm lại cho anh chị ở cái thời điểm ở cái phần đầu xe. Ở phần đầu xe thì cũng có giới thiệu rồi là đã thay đổi cái ngôn ngữ mới này, đèn được là đèn bi LED, logo thì là logo phẳng 3D, nên là tổng thể phần đầu xe cũng như phần chéo xe trông như thế này. Đây là cũng thời điểm rất tốt để anh chị lựa chọn chiếc xe Vios rồi. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác hay quan tâm đến dòng xe Vios thì vui lòng liên hệ với cả số hotline em để trên màn hình. Em xin phép anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.